Chào mừng các bạn và các em học sinh đã đến với kênh Môn ngữ văn chương trình mới Trung học cơ sở, Trung học phổ thông. Ngày hôm nay, cô sẽ đồng hành cùng các em ở trong bài nói và nghe, chia sẻ một trải nghiệm về nơi em sống hoặc từng đến. Sách giáo khoa ngữ văn lớp 6, tập 1, trang 126 thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Trước khi vào với nội dung chính của bài học ngày hôm nay, để các bạn và các em có thêm nhiều bài giảng tham khảo, đồng thời nhanh chóng tiếp cận những bài giảng mới, các bạn và các em hãy lên YouTube, search từ khóa chương trình mới Trung học cơ sở, Trung học phổ thông. Tại đây, chúng ta hãy nhấn vào nút đăng ký ở góc bên phải màn hình. Sau đó, chúng ta sẽ vào kênh. Tại đây, chúng ta sẽ nhấn vào trình danh sách phát để theo dõi được những video bài giảng của kênh. Trên kênh sẽ có rất nhiều các bài giảng thuộc các môn văn hóa cơ bản để chúng ta tham khảo. Sau đây, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với nội dung chính của bài học ngày hôm nay. Ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau nói, hãy chia sẻ về một trải nghiệm của mình, về nơi em sống hoặc nơi em đã từng đến. Chắc hẳn là em có nhiều trải nghiệm thú vị về nơi mình sống hoặc từng đến thăm. Hãy chia sẻ những trải nghiệm ấy với mọi người để chúng ta có cơ hội làm phong phú thêm đời sống tâm hồn của mình nhé. Mở mang hiểu biết và truyền cảm hứng khám phá vẻ đẹp của cuộc sống nha các em. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu quy trình nói và viết nhé. Và nói và nghe nhé, cô xin lỗi. Các bạn hãy đọc cho cô văn bản mẫu này và trả lời cho cô một câu hỏi sau. Trước tiên là chúng ta hãy đọc văn bản mẫu mà cô đã đưa. Kỳ nghỉ hè vừa rồi, em được bố mẹ cho về quê chơi với ông bà một tháng. Sau cả một năm học dài, kỳ nghỉ hè là quãng thời gian duy nhất em được ở gần ông bà của mình. Vì vậy, và đây là những ngày tháng em không thể nào quên. Nhà ông em nằm bên một con sông lớn, không khí nơi đây trong lành và mát mẻ, khác hẳn với thành phố nơi em đang sinh sống. Em rất thích sống cùng ông bà bởi cảm giác thanh bình mà quê hương mang lại. Nhà ông bà có một mảnh vườn nhỏ, ông bà vẫn thường dậy sớm chăm sóc cho từng cái cây trong vườn. Ông em thì trồng những cây ăn quả lớn như na, bưởi, mít, còn bà em thì trồng rau xanh ăn. Ngoài ra, ông bà em còn nuôi một đàn gà. Đàn gà của ông bà có con to, con nhỏ, mỗi ngày chúng đều đẻ những quả trứng tròn. Ở nhà ông bà, em cũng thường có những người bạn cùng tuổi với mình hàng ngày. Em cùng các bạn chơi đùa rất nhiều trò vui và hấp dẫn. Gần nhà ông bà có một trường học, trong sân trường có rất nhiều những cây phượng, phượng nở đỏ rực nhìn thật đẹp mắt. Em cùng các bạn vẫn thường vào trong sân tìm những chú ve sầu. Các bạn ở quê thì thật là giỏi, gần như điều gì cũng biết. Các bạn dạy em cách bắt ve sầu, bắt chuồn chuồn, còn dạy em cách làm những ngôi nhà từ cỏ. Một tháng hè ông bà trôi qua thật nhanh, em mong đến hè năm sau để lại được về quê thăm ông bà và trải nghiệm mùa hè thú vị tại đây. Sau khi chúng ta đọc được văn bản mẫu mà cô đã đưa ra, thì em hãy xác định cho cô là bài văn này kể về điều gì? À, đọc phần mở bài chúng ta có thể thấy được rõ rằng bài văn này đã miêu tả được kỳ nghỉ hè dài của một bạn học sinh sau khi ở cùng ông bà của mình một tháng đúng không nào? Vậy thì bạn này, nhân vật trong câu chuyện của chúng ta đã chia sẻ được trải nghiệm mà nơi bạn ấy đã từng đến và những kỷ niệm mà bạn ấy đã từng trải qua. Vậy thì chúng ta cũng hẳn sẽ có những kỷ niệm cho riêng mình đúng không nào? Và những trải nghiệm đó em hãy kể, hãy viết ra, hãy kể cho các bạn trong lớp cùng nghe nhé. Chúng ta hãy cùng chia sẻ trải nghiệm về nơi em sống hoặc nơi em từng đến cho cô nào. Đầu tiên là phần trước khi viết. Ở phần này, mục đích của chúng ta sẽ chia sẻ về trải nghiệm của bản thân về một vùng đất và người nghe đó chính là thầy cô, bạn bè, người thân và những người đang muốn đến thăm vùng đất mà em nói tới. Đầu tiên, chúng ta cần chuẩn bị trước khi nói. Em hãy nhớ lại những kỷ niệm về nơi em sống hoặc một vùng đất mà em đã từng đến thăm. Chọn nói về một trải nghiệm để lại cho em nhiều ấn tượng và cảm xúc nhất. Cô gợi ý như sau. Em có thể kể về những điều đã thấy trên con đường tới trường hay là những lần theo ông bà, cha mẹ ra đồng ruộng, lên nương rẫy, đi phiên chợ, dạo phố phường. Có thể chia sẻ cảm nhận về một khung cảnh thiên nhiên hay một cảnh sinh hoạt mà em trực tiếp quan sát hoặc tham gia nhân một lần về quê hay một chuyến du lịch cùng với gia đình, một buổi tham quan cùng với lớp chẳng hạn. Em có thể sử dụng một số chi tiết trong bài tả cảnh sinh hoạt đã thực hiện ở trong phần viết để có làm thể làm nội dung cho bài nói của mình thêm phong phú hơn. Thứ hai là chúng ta cần viết ra giấy ý chính của bài nói đúng không nào? Cần có nội dung giới thiệu hoàn cảnh dẫn đến trải nghiệm mà em muốn chia sẻ, như là em có thể đi tới trường, đi tới chợ hay dạo phố cùng người thân, về thăm quê hay là đi du lịch cùng gia đình, đi tham quan cùng với lớp. Tiếp đến là em hãy tả khung cảnh mà em quan sát được,
Nó nhộn nhịp, rộn rã, náo nhiệt hay là yên tĩnh, bình lặng mà hoang sơ? Và em có thể nêu những trải nghiệm và ấn tượng của mình về khung cảnh nơi em nói đến. Tiếp đến là trong phần chuẩn bị này, đó chính là em cần chuẩn bị những tranh ảnh, những đoạn phim ngắn liên quan đến những trải nghiệm nếu có, đúng nào, để cho bài nói của mình thêm hấp dẫn và sinh động hơn. Chúng ta sẽ cùng nhau đi luyện tập nói này. Em hãy tập trình bày một mình hoặc là đứng trước bạn bè, người thân và nhờ họ nhận xét để góp ý cho mình. Và tập luyện nhiều lần sẽ giúp em hoàn thiện bài nói và có kỹ năng thuyết trình tự tin hơn trước khi đứng lớp, đúng không nào? Đây là những bước mà chúng ta cần chuẩn bị nói. Em hãy quan sát lên trên màn hình giúp cô có một số những cái nội dung mà em cần chuẩn bị cho bài nói của mình. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tập nói. Khi nói thì em hãy trình bày bài nói một cách rõ ràng, nhấn mạnh những điểm quan trọng. Em có thể nêu câu hỏi để lôi cuốn người nghe tham gia tương tác với bài nói của mình hơn. Trong quá trình nói thì mình cũng có thể tương tác với người nghe ở bên dưới, đúng không nào? Mời họ đứng lên, có thể là tương tác cùng với mình hoặc là trả lời những câu hỏi mà mình đã đưa ra, đúng không nào em? Và em có thể bày tỏ sự hào hứng khi tái hiện, kể về những cảnh, những sự việc mà em đã đến, đã chứng kiến hoặc trực tiếp tham gia. Khi nói, khi kết hợp, cần sử dụng ngôn ngữ cơ thể, cử chỉ, biểu cảm của nét mặt để thu hút được sự chú ý của người nghe. Và trong khi nói thì em hãy sử dụng những là bức ảnh hay là đoạn phim ngắn minh họa vào thời điểm thích hợp nhé. Cần có nói có mục đích này, nói có mở đầu kết thúc hợp lý, nói to rõ ràng truyền cảm, cần có sự kết hợp giữa biểu cảm của cơ thể, đúng không nào? Các em có thể chú ý lên bảng nhận xét hoạt động nói của cô. Để đây là những cái tiêu chí mà chúng ta cần đánh giá cho một bài nói. Các em hãy chú ý theo dõi để chúng ta đánh giá được bài nói của bạn nhé. Cũng như là việc mà người nghe đánh giá được cái bài nói của bạn, xem đã đạt, chưa đạt hay là đã đạt ở mức độ tốt rồi nhé. Chúng ta, sau khi mà chúng ta nói thì chúng ta cần trao đổi với người nói về một số gợi ý như là ở phía người nghe thì chúng ta có yêu cầu đó chính là cùng hình dung đặc điểm của sự vật, sự việc được người nói kể tả, từ đó nêu ý kiến nhận xét hoặc là cảm xúc của mình về bài nói. Người nghe nêu những câu hỏi về những điều cần làm rõ thêm, thông tin về lịch sử, địa lý, văn hóa có liên quan đến không gian được nói tới. Người nghe cần góp ý về cách trình bày cũng như là ngữ điệu, cách diễn đạt sự tương tác với người nghe của người nói. Về phía người nói thì em cần trao đổi, cần lắng nghe và phản hồi những chia sẻ của người nghe một cách tích cực. Em hãy giải thích những điều mà người nghe chưa làm rõ và em hãy cảm ơn và tiếp thu những góp ý với tinh thần cầu thị nhé. Đây, các bạn có thể quan sát được bài nói của cô. Phần mở đầu thì chúng ta sẽ có phần kính chào, đúng không nào? Chào thầy cô và các bạn. Sau đây em xin phép được trình bày về vấn đề gì đó thì em nói ra. Và trong đề bài cụ thể này thì là sau đây em xin phép chia sẻ một trải nghiệm về nơi em đã từng đến, đúng không nào? Phần nội dung chính đó chính là đối với mỗi đứa trẻ chúng em, quê hương là nơi gắn bó nhất. Từng con đường, căn nhà hay góc làng đều đầy ắp những kỷ niệm. Nhưng cánh đồng mới là nơi em cảm thấy yêu thích nhất. Những ngày hè được về quê thăm ông bà ngoại, em thường dậy sớm cùng ông bà ngoại đi dạo trên con đường bên cánh đồng. Khi ấy, ánh mặt trời của ngày mới vừa chỉ ló rạng, đúng đủ khiến mọi vật bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Đúng nào? Từ đây thì những nhân vật của chúng ta miêu tả được quang cảnh cũng như là không gian của buổi sáng sớm này. Và thì sau đó, khi mà bầu trời lên cao, thì lúc cánh đồng được bao phủ bởi một màu vàng thật ấm áp của lúa chín, đúng không nào? Thì nhân vật chính ở trong câu chuyện mà cô đang kể đến thì cảm thấy được rằng là những cái sự vật cũng như là con người, con vật hoạt động trên cánh đồng rất là vất vả, đúng không nào? Và sau đó thì nhân vật của chúng ta sẽ cảm thấy chuyến về thăm quê đem đến một trải nghiệm vô cùng thú vị và cảm thấy yêu mến làng quê của mình hơn, đúng không nào? Và cuối cùng, kết thúc vấn đề của bài nói thì cần có một câu kết thúc như là dưới đây là phần trình bày của em. Cảm ơn thầy cô và các bạn đã chú ý lắng nghe. Như vậy đây là một cái mô típ mà trong phần nói của mình cần đảm bảo đủ cho cô ba yêu cầu nhé. Như vậy, cô cùng em chúng ta đã cùng nhau đi thực hành nói về
chia sẻ một kỷ về trải nghiệm về nơi em từng sống hoặc là từng đến trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 6, tập 1, chương 126 thuộc bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Các bạn và các em thấy video này hay và có hấp dẫn, hãy nhấn like và đừng quên nhấn nút đăng ký để đón xem được những video bài giảng tiếp theo. Cô chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em ở trong những video bài giảng khác nhé!